Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên từ ngày 29 tháng 6, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 16 giờ. Tại khu vực Hà Nội, từ ngày 29 tháng 6, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ, từ 12 đến 16 giờ. Trong 3 đến 5 ngày tới, nắng nóng gay gắt có xu hướng gia tăng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, phổ biến từ 37 đến 39 độ. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến từ 38 đến 40 độ. Thưa quý vị, và sau đây là phần dự báo chi tiết cho các vùng ngày 29 tháng 6. Khu vực Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 đến 92%, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ. Riêng khu vực Sơn La và Hòa Bình 35 đến 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 53 đến 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 34 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 53 đến 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc tố và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 đến 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm từ 55 đến 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ, phía Bắc từ 35 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc tố và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm từ 58 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Trên biển, gió Nam cường độ yếu đến trung bình thịnh hành trên các khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, các khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang, Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông, Nam Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.